Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong buổi trưa chiều ngày hôm nay thì em sẽ xin phép thay mặt tấm lòng của một anh nhà hảo tâm, đó là anh Tân ở Mỹ. Thì hiện tại bây giờ em đang cách trung tâm thành phố Bạc Liêu chắc khoảng 8 km. Thì chắc cô chú anh chị nào mà đã từng xem video của em chắc có lẽ cũng mường tượng ra là em ngày hôm nay em lại tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm để ghé thăm bé Diễm, cũng như xem tình trạng của bé ấy ra sao, như thế nào, và nhất là trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến bé bé ở tại một cái quán nước trước đường vô nhà của bé tới 20 km nữa cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em sẽ thay mặt anh Tân, là người đầu tiên mà gieo duyên tấm lòng của anh ấy mà gặp bé Diễm bán vé số mà bị bệnh lạ bụng to ở tại Bạc Liêu. Thì bữa nay em thay mặt anh ấy gửi cái phần quà là 5 triệu đến với cho bé. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào gặp bé chung với em để tiến hành hỏi xem tình trạng của bệnh của bé như thế nào, có sự thay đổi, chuyển biến tích cực nào hay không. Và bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào gặp bé Diễm nha. Rồi, chào bé Diễm. Dạ, chào chú. Con đợi chú lâu chưa? Dạ, con cũng mới ra hồi nãy. Cũng hơi lâu phải không? Tại sẵn nhỏ em đi học được mà đi ra nữa. À, rồi ai chở con ra? Nhỏ em. À, em con đi đâu vậy? Dạ, nó quẹo vô trường. À, vô trường rồi ha. Dạ. Nó uống cà phê sữa phải không? Bây giờ tình trạng sức khỏe của con sao rồi? Dạ, bây giờ tình trạng sức khỏe của con nó cũng ổn định hơn mấy tuần trước. Ổn định hơn hả? Dạ. Thì hôm bữa sau khi mà con nhận phần quà của nhà hảo tâm, dạ, thì bao lâu là con lên Sài Gòn khám lại? Dạ, trong vòng 2 ngày là đầu tuần là con đi lên. À, đầu tuần là con lên rồi. Dạ. Bữa nay là thứ mấy vậy ha? Là thứ 6 đúng không? Dạ. À, vậy là con mới lên trên đó đây đúng không? Con lên được 4 ngày xong, hôm qua con truyền dinh dưỡng xong là buổi tối người ta cho về. À, lúc mà con lên đó thì bác sĩ khám và nói bệnh con như thế nào? Dạ, người ta lấy máu của con, người ta gửi qua bên huyết học á. Người ta xét nghiệm là nói máu của con bây giờ còn thiếu quá nhiều chất. Bây giờ người ta phải bồi bổ dinh dưỡng đồ vô. Rồi xong qua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 mới lên tiếp nữa. Vậy là hôm bữa mà sau khi mà lần trước là xét nghiệm cái gì thì kết quả như thế nào vậy con? Dạ, cái kết quả xét nghiệm nói là bây giờ có thể khả năng chỉ được là 50-50. Nên người ta chưa biết được, để qua lễ lên người ta mới tính tiếp được. Hôm bữa xét nghiệm gì chú quên rồi? Dạ, xét nghiệm động mạch ở trong bụng. Nên rút dịch ra để nó nông một động mạch, rồi bây giờ đợi kết quả. Kết quả người ta nói là bây giờ nó di căn lên tới phổi. Ôi, giờ nó qua phổi rồi hả? Dạ. Thì là bác sĩ nói bây giờ đã qua phổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con mới lên hôm bữa là ngày đầu tiên thì con làm gì trên đó? Dạ, ngày đầu tiên thì lên chảnh xong mình CT với ta truyền dinh dưỡng cho mình. Rồi tại ta xét nghiệm ra trong máu mình thiếu quá nhiều chất. Nên ta truyền cho mình hiểu là như một ít chất chứ mình phải ăn vô. Bây giờ một ngày con phải ăn 5 cái chồng chất chứ gì. Là bác sĩ kêu hả? Dạ đúng rồi, một ngày ăn ít nhất 5 lòng trắng trứng vịt với uống các loại đậu trừ đậu phộng. Nó có tác dụng như thế nào con? Dạ, nó giúp giảm tiết dịch ra. Với cái ăn cái lòng trắng đó là mình phải bỏ luôn cái lòng đỏ, chỉ được luộc không được chiên. Mà con ăn lòng trắng không vậy đó hả? Hay là ăn với cơm? Ăn lòng trắng không với cũng thôi, là ăn với cơm cũng được, nhưng mà không được chan nước tương. Không được chan nước tương. Dạ. Không được ăn lòng đỏ. Dạ. Còn cái mấy loại đậu thì mình phải uống hàng ngày. Với bây giờ người ta cấp sữa dội những chất riêng cho mình về nhà mình pha uống. Nhưng mà có tốn tiền mua hay là một ký 3,5 triệu? Là cái sữa hôm bữa con nói đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy là hôm bữa là con lên thì lúc lên đi về con về khi nào? Dạ con mới về hồi sáng này. Hồi sáng này. Vậy là hồi khuya hôm qua là mấy mẹ con đi bắt xe hả? Hồi khuya là 18 giờ tối qua là hai mẹ con lên xe. Xe xong sáng 2 giờ khuya tới.
cái chi phí mà con đi 4 ngày lên xuống và ở trên đó thì nó bao nhiêu? Tiền 8 chạy là mất 8 triệu. À. Với tại vì mình còn cảm ứng ở chỗ nữa. À. Chuyến này đóng cảm ứng gửi qua bên huyết học nè. Nên đút hai cái kim vô đây, một cây bên đây, một cây đây, nó để vô cái máy vậy. Xong là nó hiển thị tên tuổi của mình với cái phiếu chắc gì lại nổi vô máy chứ. Trời vậy hả? Hiện đại vậy đó hả? Dạ. À. Ai giờ nó hiện là một đống thiếu chất hả? Để vô máy này xong cái nó đọc tên tuổi và những địa chỉ đồ ra chơi người hiển thị chắc gì cần ăn cái gì nó hiển thị lắm rồi. À thì cũng khá xong là hay. Nó trời trời máy gì xài. À hôm bữa thì sau cái video mà chú thay mặt nhà hảo tâm gửi tặng cho con đó thì không biết có cô chú nào điện thoại về hay là hỏi gửi tặng cho con quà không? Dạ có mấy cô chú điện hỏi thăm, như mấy cô chú cũ hỏi cũng như chúc mừng con đã được mấy cô chú kia giúp đỡ rồi với hỏi thăm sức khỏe rồi. À. Dạ. Rồi có cô chú nào? Có một người nhà của cô đó đó. À. Gửi tặng con chi phí đi tái khám. À. Nhưng mà không giao nói tên giao. À không có nói tên đúng dạ. Không? Ừ, vậy thôi cũng mừng. À. Thì là coi như là cái đợt đi mới có mấy ngày thôi mà cũng đã tốn chắc cũng hơn 10 triệu ha. Dạ hơn, tại vì tám chai, tiền tám chai với chưa tính là sữa bọng rồi mình mua về nhà nữa. Mà cái đợt này là con có rút dịch trong bụng không? Là thiếu chắc quá người ta không muốn. À, là đợt này chỉ bổ sung thôi. Dạ đúng rồi, chỉ bổ sung truyền vô với cho mình ăn uống. À, còn bác sĩ nói như thế nào? Dạ bác sĩ nói bây giờ cho mua hai cái ký sữa đó bác. À. Là 6.4 triệu với thêm mấy hộp thuốc về rồi xong là bắt đầu mình về mình uống cho trong vòng 2-3 tuần đặng qua lễ là mình lên. À. Lên đặng kiểm tra lại. Mà cái sữa đó là chỉ dành cho bệnh của con thôi hay có bệnh dạ, nào khác rồi. Không chỉ dành cho cái bệnh dòi dẫn chất của con. À. Mà nó giá nó cao đến mức độ như vậy luôn đó hả? Tại vì sữa này ta nhiều pha nhiều loại nên cái pha dinh dưỡng đó người ta tự điều chế. À. Vậy là nó ở trong cái hộp hay trong cái bịch? Nó điều chế ra một cái hộp riêng rồi. À. Nó bỏ vô mấy cái hộp thông để cho mình ấy. À. Vậy nếu mà lần sau chú có mời con nhớ chụp hình mấy cái hộp đó nghe. Có không? Rồi cho chú xem nha. Chú ý là cho nhà hảo tâm xem nữa. Để chú cũng thắc mắc không biết cái sữa gì mà nó lại cao như vậy á. Còn thuốc là cũng thuốc này. À. Là phải 3 hộp này. Con mở độ sáng tối đa cho chú đi. Đâu bây giờ bây giờ cho chú coi thuốc trước đi. Thuốc. Dạ đây. Thuốc này là bao nhiêu một hộp? Dạ một dĩ là 400 ngàn. Một dĩ là 400 ngàn. Dạ. Một dĩ chỉ có được 6 đến 8 viên. À, 6 8 viên. Là sữa này đó hả? Dạ mà hộp nó được trong cái hộp đó sữa dồi dưỡng chất riêng. À. Còn cái sữa này là khác nữa hay sao? Chỉ có một hộp là sữa đó thôi, còn một hộp là cái sữa nó điều chế riêng là mình nó pha vô uống á. À. Không cho mình biết tên, chỉ nói là sữa dồi dưỡng chất. À. À, thì ra là đây là mấy cái loại sữa mà mắc tiền đó ha. Dạ. Nhưng mà nó lại thích hợp với cái căn bệnh của con. Dạ đúng rồi. À. Tại vì tên ơi, mấy người mà nằm chung với con thổi của sữa gì mà mắc vậy. À. Mấy người kia người ta cũng đâu có sử dụng tới hả? Dạ đúng rồi, tại vì người ta nói là sữa em xua đây người ta lắp cũng có hũ có 80 ngàn nữa. Lắp cũng có mấy trăm nữa, mắc lắm là 1 triệu mấy, này tới ký tới 3 triệu mấy. Bởi vậy, bởi thật ra là cái căn bệnh của con á, nó hiếm, thành ra những cái loại thuốc mà dạ. điều chế mà chị với con. Đa số người ta tự điều chế. Bởi vậy, thành ra cái chi phí nó cũng cao lên. Dạ. Giống như là mấy chiếc xe mà người ta chạy nhiều á. Dạ. Người ta sản xuất linh kiện nhiều thì nó rẻ. Nhiều rồi, mấy chiếc xe mà hiếm thì linh kiện ít mắc lắm. Đúng rồi, đó, bệnh con cũng giống như vậy đó. Dạ. Thì xem ra là chú thấy lần này con về cũng tươi tỉnh lắm nha. Mặt, vậy chú này tươi con mà con thấy khá. Chú hơi mệt, lạnh như đi nhiều. Chú hơi mệt, từ sáng dậy chú làm hơi mệt. Dạ. Với chú đi cũng hơi xa. Dạ. Tại vì con thấy bữa nay chú không được ấy như mọi lần. Năng lượng như mọi lần. Đúng rồi, bây giờ chú hơi mệt và chút xíu nữa chú cũng còn làm một show ở Vĩnh Phước An nữa. Dạ. Ừ. Chỗ mấy bé. Đúng rồi. Bữa nay chú cũng thay mặt nhà hảo tâm để gửi quà cho mấy nội ngoại đó. Dạ. Thành ra hôm nay nhìn thấy chú hơi quải đúng không? Dạ. Tại chú hơi buồn ngủ, hơi mệt với nó chú làm với chú chạy xa nó hay bị đổ ghèn. Dạ.
Thành ra là chú con uống cái viên thuốc này vô nó làm con ngủ hoài à. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà ngủ được thì chắc cũng tốt. À, uống vô mà tới bác sĩ lại khám luôn đó, rồi con vẫn không ngủ. À vậy hả? Sao người ta coi cái câu hỏi này ngủ thì có sao, có thấy gì không? Ngủ này để giúp cho mình nó ngưng cái điều chế dịch. À vậy hả? Vậy là ngủ nó còn tốt hơn khi mình thức nữa ha. À. Tại vì khi mình thức mình đi vận động này kia, dịch nó sẽ động, động là nó sẽ ra. À. Tiết chế ra như mình ăn vô là nó hấp thu vô cái bụng nó 80, mình chỉ cơ thể là 20. À. Còn khi mình ngủ là nó ngưng hoạt động. À. Nó giảm mình giúp. À. Vậy là so ra là con là còn phải ngủ nhiều hơn đó. Vậy về từ sáng tới giờ có ngủ chưa? Dạ có. À. Ngủ tới lúc chú điện là ôi chú nhắn tin là lúc đó con thức hay ngủ? Dạ lúc đó là con thức ra thức là con quậy sữa là con uống. À. Vậy là cũng trùng hợp nha. Dạ. Rồi bây giờ bé Diễm có thể đứng dậy cho cô chú xem thử. À. Đó, bữa nay gọn. Ồ, bữa nay gọn dữ hen. Dạ, ý là không có hút dịch đó, chỉ có uống sữa đó chứ vô chắc đó. À, đâu bé Diễm đứng ngang ngang cho chú xem đó. À. Rồi, nói chung là tướng này cũng khá là gọn đẹp rồi đó. Đó. Thì hôm nay thì cũng chia sẻ với bé Diễm nha. Dạ. Con thì chắc con cũng nhớ là nhà hảo tâm nào mà giao duyên cho chú với con gặp nhau, chú nhớ không? Con nhớ dạ, không? Dạ, chú Tân. À, thì chú Tân sau khi mà xem cái video lần trước, dạ. À, cũng như là lần trước nữa, thì thấy cái tình trạng bệnh của con, dạ. Cũng như là trong cái vấn đề mà chi phí điều trị bệnh của con, thì con gặp rất là nhiều khó khăn. Dạ. Bởi thành ra ngày hôm nay, ngày hôm kia, à, thì chú Tân có chia sẻ với chú là chú Tân cũng muốn gửi tặng cho con một phần quà, dạ. Để cho con để dành đó cho con đỡ được phần nào trong cái vấn đề điều trị bệnh đó. Thì chú Tân sau khoảng một thời gian gặp con thì chắc cũng là một năm đúng không? Nếu mà con với chú gặp nhau hồi năm trước thì cũng 6 tháng hả? Ủa vậy là con chú mới gặp nhau sao? Hồi cũng chưa Tết. À thì chưa Tết thì đúng rồi đó. Chưa Tết tầm 1 tháng 2 tháng rồi xong mới tới Tết. Chú nhớ là gặp con ngay cái đợt mà cái lúc đó nước nó cũng hơi cạn cạn. Chú dạ. Nhớ không lầm thì nhớ khoảng tháng 5 đó. Theo chú nhớ nha, tháng 5, tháng 6 gì đó tầm đổ lại. Là lúc đó chú thay mặt chú Tân đi phóng xanh. Dạ. Nhưng mà do nước mặn với nước cạn. Thì phải vậy. Do nước mặn nước cạn chú không có phóng được. Thành ra chú mới xin chú Tân là để dùng cái số tiền đó để người khó khăn thì mới gặp con đó. Dạ. Chú nghĩ thì chắc cũng đã đâu đó khoảng 10 tháng rồi đó. Dạ. Đó. Thì ngày hôm nay sau khi mà chú Tân xem cái video đó, chú Tân cũng muốn hỗ trợ cho con phần nào. Dạ. Cho con bớt cái vấn đề gánh nặng trong khoảng thời gian mà bệnh của con, cũng như cái khoảng thời gian sau mà con đi tới tái khám nữa. Dạ. Thì ngày hôm nay chú Tân gửi tặng cho con là 5 triệu. Đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho con ngày hôm nay. Dạ. Con cũng thay mặt gia đình cảm ơn chú Tân, nhưng để chú Tân lại nhớ đến con cũng lâu lắm rồi, hai chú cháu mình mà mới có gì. Để cho cảm ơn chú, con biết ở bên bản cũng làm ăn không có dễ dàng gì, còn khó hơn bên đây mình nữa, còn phải thức khuya dậy sớm hơn bên mình nhiều. Nhưng mà chú đã dành ra một ít để hỗ trợ đây. Chi phí cho con để con có tiền đi tái khám cũng như khám định kỳ hàng tháng. Xin chân thành cảm ơn chú. Ừ. Rồi con có nhắn gửi gì với cô chú mà điện về hỏi thăm con không? Con cũng cảm ơn các cô các chú đã quan tâm đến con, cũng như tuy cô chú cháu mình đều không có quen biết nhau, nhưng mà qua một video của chú Minh mà cô chú đã gọi điện hỏi thăm cũng như quan tâm đến sức khỏe của con cũng rất là vui. À, thì con thấy đó, sau mà những cái video lên thì những cô chú nào mà hữu dạ. duyên mà thấy được con dạ. thì cũng đều gửi những cái lời hỏi thăm sức khỏe con. Nó cũng tạo một cái nguồn năng lượng tích cực cho cái trong cuộc sống của con cũng như là căn bệnh của con. Dạ. Cũng có nhiều cô chú nhắn gửi là con chịu khó con niệm Phật, cầu xin Phật gia hộ. Cũng có nhiều cô chú kêu con đọc chú Đại Bi. Nhưng mà chắc chú nghĩ là con cũng đã đều làm hết rồi đúng không? Dạ. Tại vì căn bệnh của con cũng đã lâu rồi. Dạ. Chú nghĩ là con đã áp dụng đủ mọi phương pháp. Chứ mà dễ gì mà không có đúng không? Dạ đúng rồi. À,
Thành ra là chú hiểu được đó, nhưng mà cô chú thì yêu thương con, thì luôn muốn cái gì mà tốt nhất để cho con có thể được phục hồi trở lại, thì đó là cũng là tấm lòng của chú. Dạ. À, thì bữa nay thì cũng như vậy, thì nay chú quay thì cũng ngắn thôi, tại vì mới gặp con đây. À, thành ra là con cũng chia sẻ về số tài khoản, thông tin, số điện thoại của con để cô chú ở xa có yêu thương con mà giúp đỡ con trong cái việc mà tái khám sắp tới. Nha. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ con đọc số điện thoại của con trước đi. Số điện thoại của con là 081 819 3600. Địa chỉ nhà của con. Địa chỉ nhà của con là nhà con ở ấp Dầm Bún B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, ngoài ra thì số tài khoản của con. Thì bé Diễm xài ngân hàng Agribank nha cô chú anh chị. Chủ tài khoản Lê Thị Diễm 7206-2051-28623. Yeah. Nếu cô chú anh chị nào có yêu thương bé, muốn giúp đỡ cho bé thì có thể là gửi trực tiếp đến cho bé để nhanh nhất. Còn nếu cô chú anh chị nào mà gửi đến em thì em cũng một khoảng thời gian nữa em sẽ ghé xuống dưới đây để thăm sức khỏe bé, để trao tấm lòng của cô chú anh chị. Thì chắc là hôm nay chú cũng kết thúc video sớm thôi. Với cả nay chú cũng mệt. Bữa nay nói đúng hơn là do hôm bữa chú hỏi con nhiều. Dạ. Thành ra bây giờ chú hết biết cái gì đã hỏi con rồi. Phải đợi một khoảng thời gian sau thì chú mới hỏi tiếp được. Đó là như vậy. Với lại bây giờ thì chú cũng tranh thủ để chú xuống dưới chùa Vĩnh Phước An để tiến hành gửi đến phần quà của những nhà hảo tâm đến với cho các bác, các bà ngoại của chú dưới đó, cũng như là gửi phần quà đến với cho mái ấm ở dưới để nuôi các bé mồ côi. Thì ngày hôm nay thì chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Tân nhiều lắm, đã yêu thương và nhớ đến bé Diễm để hỗ trợ cho bé Diễm cái phần quà để bé ấy tiếp tục cái công việc mà điều trị bệnh của bé ấy trong khoảng thời gian sắp tới. Thì chúc bé Diễm sẽ được nhiều cô chú anh chị yêu thương, quan tâm nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo. Và cảm ơn anh Tân, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chào tạm biệt cô chú anh chị và chào tạm biệt bé Diễm. Dạ, tạm biệt chú Minh cũng như các cô chú trên kênh của chú Minh. Cảm ơn chú Tân. Dạ. Và hy vọng là cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Chào tạm biệt con nghe. Yeah.